Con này là con camel nha mấy anh. Con này là con bật lửa camel hàng đặc ha. Hàng đặc. Con này là đặc bên vùng làm đó. Hàng bên vùng này là rất là nổi tiếng luôn đó. Tiếng này rất là đâm thấy không? Tiếng này rất là đâm. Lửa thì khỏi chê đi ha. Vậy em này lửa khỏi chê. Tại vì em tích lửa kỹ lắm. Em tích lửa kỹ lắm em mới bán. Tại vì em nói mục đích cho mấy anh sử dụng. Giờ mấy anh sưu tập luôn. Chứ không có phải là bán để chỉ để chân đâu. Cho nên là em tích lửa rất là kỹ. Đây camel không? Hàng đặc. Đặt bên gum làm nha, hãng bên gum này rất là nổi tiếng nha. Anh nào mà biết quẹt sư của Nhật đó, thì hãng bên gum, hãng Omega, hãng Racer là những hãng nó rất là nổi tiếng ha. Nổi tiếng của quẹt Nhật vì nó hàng nó làm nhiều dòng lắm. Đặt bên gum làm này hãng đặt cho nên là nó đặt một số lượng thôi, cho nên nó đặt một cái số lượng ít thôi, cho nên là giá trị sưu tập nó rất là cao. Nó đặt một số lượng ít để nó cái hãng nó đặt một số lượng ít để nó khuyến mại hay là tặng khách hàng gì đó, thì cái số lượng nó rất là ít ha, cho nên nó có giá trị sưu tập rất là cao ha. Cái này là nó trầy nè, trầy chrome nè, mà anh đừng có sợ nha, chất liệu nó là đồng khối xong nó mạ chrome lên, cho nên là nó có trầy chrome thì nó ra đồng, nó ở trong là đồng chứ nó không phải là sắt, nên nó không có sợ cũ, không có sợ rét rỉ gì đâu. Nó cứ xài một thời gian nó cứ ra đồng thì nó trở thành màu vàng rất là thích ha. Đó. Tại vì nó là quẹt xưa cho nên em để vậy luôn cho mình ấy, chứ em thích em trà cái, tại vì nó hàng chủ đề này nè, nó rất là hiếm cho nên là bỏ em tiếc cái chủ đề này đó cho mình sưu tập này, hiểu không? Chứ còn muốn đẹp em xả ra là nó ra vàng đẹp lắm đó, nó ra đồng vàng rất là đẹp ha đó, nhưng mà cái chủ đề tham em này rất là hiếm, xả rất là uống.